Chào mừng các bạn đến với kênh Nước Gaming. Hôm nay mình tiếp tục chơi đấu trường Arena các bạn. Các bạn trước khi xem kênh của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha các bạn. Trong chiến thuật này thì mình sử dụng bơm khoai tây và cây bắn lửa các bạn. Mình chiến thuật của mình như vậy thì không biết là có đánh thắng nổi các bạn cùng chơi trong trong đấu trường không, nhưng mà mình vào để thử sức mình coi đánh được tới đâu và mình cần thay đổi chiến thuật như thế nào. Các bạn xem kênh của mình thì thấy chiến thuật của mình làm như vậy có hợp lý hay không. Nếu như mà không được thì các bạn hãy cho mình chiến thuật mới để đánh những cái con zombie này một cách nhanh chóng và gọn gàng và giành được thắng lợi tốt hơn và điểm số thì cao hơn. Mới vào thì mình chưa có điểm nào. Bên kia rồi, mình đã thắng, mình đã được 54.000 điểm rồi các bạn. Có vẻ như chiến thuật kỳ này thì mình có thể thắng được. Những con zombie này vào khá là đông các bạn. Cái này mình nghĩ là đối thủ bên kia là nhường mình thôi chứ mình nghĩ là mình không đánh thắng được cảnh này đâu các bạn. Cảnh này nếu mà thật sự của nó thì rất là khó luôn, mình đánh không lại đâu. Trong cảnh này thì đa số mình sử dụng những cái pháo và lâm thuốc các bạn. Còn những cái cây của mình á, sử dụng những chiếc lá và lâm phút này thì nó cho bơm ra liên tục và lên rất là nhanh, và những con zombie tấn công vào thì sẽ nổ banh xác các bạn. Và những gã khổng lồ thì đi rất là nhanh, còn con zombie zombie boss thì nó không đứng tại chỗ được các bạn, tại vì nó bị ngứa chân, nhảy qua nhảy lại hoài luôn. Nhờ những chiếc lá và lâm phút này mà mình có thể thắng được cái vòng bảng này. Thấy tới đây là mình được 9.700 mấy điểm, lên tới 1.000.000 rồi, 1.000.000 mấy điểm rồi, là cảnh này mình có thể qua được rồi. Các bạn xem kênh của mình nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký nha các bạn. Còn 26 giây nữa là mình đã hoàn thành được cảnh này. Zombie tấn công vào rất là đông. Boss cấp độ 7 các bạn. Boss này cũng khá là mạnh mẽ. Và cuối cùng thì mình cũng hoàn thành bảng đấu trường thứ nhất. Và mình đã chiến thắng. Trong cảnh này thì mình nhận được 2.000 vàng. Mình còn 2 cái găng tay nữa các bạn. Chơi được 2 lần đấu trường Arena nữa. Và vòng bảng này là vòng bảng thứ 2 các bạn. Hiện tại thì mình đang đứng ở vị trí thứ 4.
Trong vòng tiếp theo này thì mình vẫn sử dụng chiến thuật cũ các bạn. Một chiến thuật này mà xài hoài không biết là có qua nổi hay không, nhưng mà mình thử là như thế nào. Con zombie boss này rất là hung hăng. Có lẽ như người chơi này rất là hay luôn. Mới vào là mình đã xác định mình thua rồi các bạn. Tại vì mới vào là người ta đã 50 mấy ngàn điểm rồi, mình chỉ mới có 3 ngàn mấy thôi. Kiểu này là thua chắc rồi. Nhưng mà mình cố gắng đánh hết mẹ này coi thử như thế nào. Chiến thuật của mình này nó quá yếu các bạn. Người ta đã 340.000 điểm rồi, mình mới có trăm mấy ngàn điểm rồi, chết rồi. Thua chắc rồi. Những con zombie này tấn công khá là mạnh mẽ. Người ta ghi điểm quá nhiều. Chiến thuật của mình cùi bắp quá. Theo các bạn thì trong cái màn đấu trường arena này thì mình muốn lật đổ được cái vị trí thứ ba. Để mình leo lên đứng vị trí thứ ba thì chiến thuật của mình sẽ sắp xếp những cây như thế nào. Nếu các bạn nào mà có kinh nghiệm đấu trường arena của Balen với Zombie 2 thì các bạn chia sẻ cho mình nhé. Trong cảnh này thì mình thất bại thật là thảm thiết các bạn. Người ta đã 1.2 triệu rồi, mình thì mới có 1 triệu thôi. Người ta ghi điểm liên tục. Người ta đã qua tới 2 triệu điểm rồi. Mình thì nó mới có 1 triệu mấy là tàn, kiểu này thua. Video đến đây đã rất là dài rồi. Các bạn xem video thì hãy cho mình một ý kiến để mình xây dựng chiến thuật hay hơn nha các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.